Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Kiếm Tiền Tánh.com. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận 1.000 token credit trên một trang web tăng đem gì nữa các bạn. Thì đầu tiên các bạn lấy chụp hình link mô tả cho mình và đăng ký một cái tài khoản. Đầu tiên name và tên, họ ghi username là cái tên đăng nhập của mình, ghi họ tên được, email, password, sinh nhật, password, chọn quốc gia Việt Nam. Rồi các bạn join hai kênh Telegram nha các bạn. Join một kênh Telegram và một cái và follow một cái theo word của nó, rồi các bạn ghi cái username lại nha các bạn. Rồi đây mình join kênh Telegram thứ nhất của nó nè. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình, cái ạ mình cảm ơn tất cả các bạn. Những cái kèo thứ này hôm gà mình đăng ký, mình hướng dẫn cho các bạn có khoảng 4-5 kèo mà chưa ăn được kèo nào. Hy vọng các bạn làm kèo này đi các bạn ơi. Mình sẽ kiếm chỉ tớp lót in. Rồi các bạn join vô nha các bạn, join vô channel của nó nè các bạn. Tan đem này rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Phan các bạn, rồi các bạn qua ba dấu gạch, các bạn vào setting nha các bạn. Các bạn copy cái username này lại nha các bạn. Nghe không cho copy ta. Rồi nó cho copy các bạn ơi. Rồi các bạn ghi cái username này vô. Rồi đây mình follow. Rồi các bạn follow theo word cái nữa các bạn ơi. Khi nào token này nó cho withdraw cũng như là đánh sạch thì mình làm một cái video hướng dẫn cho các bạn rút tiền về Việt Nam đồng sau nha các bạn. Trên kênh mình các bạn yên tâm đi, khi nào có kèo nào ấy thì mình sẽ thông báo cho các bạn. Follow theo word nó là sao mà dăng ra ngoài thôi. Bây giờ theo word nó cũng hơi bị lỗi rồi, để mình làm lại sau nha các bạn. Bây giờ mình ghi username Telegram đi. A cộng trước nha các bạn. Anh 0329931 0329931577. Rồi UCD cho anh em luôn. Vậy luôn A cộng Win. Các bạn qua cũng VNNH10H9246810. Rồi các bạn bấm chữ register nha các bạn. Còn follow theo word này, giờ theo word nó bị lỗi thì sao, để mình follow lại sao các bạn. Giờ mình đăng ký trước đi. Rồi nó kêu mình email handpan. Email hết bên ta. Nó nói email mình bị gì ta. À nó gửi mình một cái email nữa các bạn ơi. Nó gửi những cái email support nè. Vậy mà để màu đỏ tưởng đâu bị gì không. Trang web này ngộ ta. Thường người ta mới gửi về cho ta màu xanh, ta biết được gửi về màu đỏ. Rồi các bạn vào, bấm vào verify. Vào action verify account nha các bạn. À làm video này quá lâu, 4 phút rồi ta. Tại mình không có thời gian nha các bạn, mình không có cắt sửa, chỉnh sửa gì chứ, mong các bạn thông cảm nha các bạn. Rồi các bạn login vào các bạn. Nó có app nè, hỗ trợ cho App Store và Sitelay nha các bạn. Rồi đăng nhập vào. Rồi các bạn login vào nha các bạn. Trên con này lóc cũng rồi, như vậy là mình đã nhận được 1.000 token TDM, là ký hiệu là token nha các bạn, ký hiệu nữa. Rồi các bạn ghi việc lấy cái link này đi chia sẻ cho bạn bè, mã giới thiệu của bạn nè, chia sẻ nè.
để coi giới thiệu. Rồi các bạn chỉ việc sell cái này lên Tagore, Instagram này nọ rồi nghe các bạn. Mã code của các bạn. Vậy video của mình đến đây kết thúc. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha các bạn. Khi nào có token nào mình thanh khoản được nữa mình làm event tặng cho các bạn sau nha các bạn.